Sau đám cưới xa xỉ cuối tuần qua, con gái đại gia Minh Nhựa mới đây thẳng thắn trả lời câu hỏi của nhiều người qua story Instagram. Dân tình cũng không bỏ qua dịp này để hiểu thêm về cuộc sống của hội con nhà giàu. Khi được hỏi cuộc sống tiểu thư như thế nào, Minh Anh thú thực cô thấy bản thân chỉ sống như bao người bình thường khác. Cuộc sống của chị giống như tất cả những người còn lại, chỉ có một điều khác là gia đình. Gia đình ở đây có nghĩa là ông bà, cha mẹ chị giàu nhưng chị không thì không em a. Vì chị còn phải xin tiền gia đình mà. Chị còn chưa làm được gì ra trò nên cũng không nhận giàu. Chị chọn cách qua Mỹ du học vì muốn làm nhiều việc. Chị cũng phải tự giặt đồ, nấu ăn, quét nhà đấy em, chứ không phải tiểu thư là không làm gì. Chị như bao người khác thôi. Đối với chị, mọi người đều bình đẳng như nhau thôi, nên chị thấy cuộc sống của bản thân rất giản dị. Chị toàn đi xe máy, đi đâu thì nói chồng chở, rồi ra cà phê dĩa hè này nọ. Bản thân chị không muốn và cũng không thích phải ăn uống sang trọng, cái nào đối với chị ngon thì ăn thôi, ái nữ đại gia Minh Nhựa tâm sự. Minh Anh ghi xe phạm, được ông bố đại gia đưa vào lễ đường bằng siêu xe Pagani Huayra 80 tỷ hôm 8 tháng 9. Trên trang cá nhân, Minh Anh cũng không ngại đăng ảnh vô chơi hết mình sau đám cưới. Cô mặc nguyên bộ giấy cưới cùng bạn bè quẩy tưng bừng. Con gái đại gia Minh Nhựa cùng chồng mới quẩy hết mình sau đám cưới. Chính cũng cho hay đang nhắm Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong cho tuần trăng mật. Cô nàng chưa có dự định cụ thể cho việc sinh con nhưng bật mí rất thích con nít nên muốn sinh càng sớm càng tốt. Con gái đại gia cùng những tâm sự ngay sau ngày cưới.